Khắc ghi lời Bác dạy, công an của ta là công an nhân dân, vì nhân dân mà phục vụ và dựa vào nhân dân mà làm việc. Sau khi Bộ Công an thực hiện chủ trương bố trí công an chính quy, đảm nhiệm chức danh công an xã, lực lượng này đã thực sự sống trong lòng dân và là chỗ dựa tin cậy của nhân dân. Phóng sự sau đây tại xã biên giới Giờ Cơi, huyện Sa Thầy sẽ cho chúng ta thấy rõ hơn về điều này. Anh A Đảo trước đây đã từng tin và nghe theo lời dụ dỗ của những kẻ lợi dụng tôn giáo chống đối chính quyền khiến cuộc sống của gia đình bị đảo lộn. Giờ đây, nhờ sự quan tâm của các cấp chính quyền địa phương nên cuộc sống của anh giờ đã dần ổn định. Thực hiện cái kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy, trong đó có việc đó là làm cho đời sống người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số thay đổi cái nếp nghĩ, cách làm, vươn lên thoát nghèo bền vững. Thì gia đình anh A Đảo cũng như các hộ gia đình khó khăn, người đồng bào dân tộc Hà Lăng sinh sống trên địa bàn xã Đờ Cơi đều được công an xã Đờ Cơi tham mưu cho ủy ban, đảng ủy xã Đờ Cơi tháo gỡ những khó khăn trong cuộc sống. Và đây cũng là một trong những cái định hướng công tác trọng tâm chuyên môn liên quan đến phát động phong trào, xây dựng phong trào và củng cố cái phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc diễn ra trên địa bàn xã Đờ Cơi, huyện Sa Thầy của tỉnh Kon Tum trong thời gian tới. Hôm nay, gia đình anh A Đảo được công an hỗ trợ 2 con heo giống. Tuy không nhiều, nhưng đây sẽ là nguồn sinh kế giúp anh vươn lên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Trước tiên thì cũng cảm ơn công an bộ, thì như anh Luận, cũng như cảm ơn công an tỉnh với công an xã mình tạo điều kiện để mình có cuộc sống ổn định. Để sau này mình nuôi nó sinh sản để phát triển cuộc sống, để khỏi bươn chải cuộc sống với gia đình. Đó là rất là cảm ơn, chân thành cảm ơn. Thế thì qua những cái việc làm tốt đấy của lực lượng công an thì cảm xúc như là có tin vào đảo, tin vào nhà nước không? Tin vào lực lượng công an. Không ai cứ nói bình thường. Thì đó thì tất nhiên cái gì ngày xưa thì nó khác, còn bây giờ thì mình phải tin tưởng nhau. Chính quyền với dân thì có mối tạo điều kiện với nhau để có cuộc sống ổn định thì còn đi đây đi đó làm gì. Bên cạnh việc hỗ trợ những người dân trên địa bàn có hoàn cảnh khó khăn, những người từng lầm đường lạc lối, có điều kiện để phát triển kinh tế, công tác vận động quần chúng, quan tâm giúp đỡ người dân, đặc biệt là người lớn tuổi, người có uy tín trên địa bàn, luôn được lực lượng công an xã hết sức quan tâm. Địa bàn xã Đờ Cơi là xa xôi phức tạp, địa bàn biên giới nữa. Cho nên là khi mà tải các cái ứng dụng như là tài khoản định danh điện tử này thì sẽ ở nhà thôi. Và sẽ cung cấp giấy tờ qua cái hệ thống thông tin dữ liệu mạng của lực lượng công an. Thì cháu sẽ căn cứ vào các tài liệu đó chúng cháu cấp và chúng cháu sẽ gửi về tận nhà cho các ông các bà, không phải lên tận công an để xin nữa. Dễ dàng rồi. Tới chúng cháu sẽ đi hướng dẫn từng hộ, từng người, từng nhân khẩu, tài khoản định danh điện tử. Hình ảnh người chiến sĩ công an gần dân, sát dân dễ dàng thấy rõ hơn ở vùng đất biên giới này. Trước hết là gia đình mình là cũng cảm ơn công an xã đã tạo điều kiện giúp đỡ trong thời gian trước và phấn đấu trong thời gian tới. Xin cảm ơn các đồng chí đã tạo điều kiện giúp đỡ. Tân nạp tạp đã rạm bùa anh bì lạc thăm dân bà nhìa anh đã mê bùa mê công an mê cả cha hoặc là quan tâm anh bà bộ dạ chúc hai đứa là hai anh em là chúc khỏe nhiều. Làm cái nào ra đấy, này, ta đau bụi, bây giờ đây. Vượt qua những khó khăn của một xã ở địa bàn biên giới, lực lượng công an xã nơi đây đã mang đến một luồng gió mới trong công tác đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, góp phần xây dựng một hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an nhân dân, vì nước quên thân, vì dân phục vụ, tất cả vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.